Hello và xin chào tất cả bạn khán giả kênh của Dream Channel. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 8 của series Naked Neko Skibidi Planet với phiên bản Gold của Clubman. Nhân vật của ngày hôm nay. Đây là cái tập mà mình nghĩ là có thể rất nhiều bạn sẽ rất là thích đây. Vì đây là nhân vật mà cuối cùng là được nhiều người yêu thích. Ở trong 4 tập đầu tiên của mình cũng vậy. Bỏ cái này ra. Đây chúng ta sẽ có hai cái hình dáng. À không phải hai mà là khá nhiều, 1 2 3 4 5. 5 cái hình dáng của em nó. Đây chúng ta sẽ có các bước để nắp Gold Clubman. Cũng như thường lệ thôi, chúng ta có 11 bước tất cả. Còn bên này thì bên này là cái mô hình gì đây? Nhìn rất là ngầu. Còn mô hình của chúng ta ngày hôm nay đây, nó sẽ bé hơn. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ để sang một bên. Có vẻ như là nó cũng khá là ít chi tiết các bạn ạ. Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi nắp Gold Clubman. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ để ba cái hình chữ nhật này ngang như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ nắp ghép lên những cái hình chữ nhật nhỏ này vào để kết nối chúng lại với nhau. Sau khi mà lắp ghép xong một tầng như thế này, chúng ta sẽ lắp tiếp tục đến cái tầng thứ hai, là tầng của những cái hình màu nâu này. Đây là chúng ta đang lắp cái phần thân của em nó. Vậy là xong bước thứ nhất ha. Rồi sang đến bước thứ hai, chúng ta sẽ lắp một cái hình đặc biệt vào đây. Phần này tí nữa mình sẽ lắp cái phần đầu của em nó lên trên này. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lắp thêm một tầng màu vàng này lên nữa. Sau khi mà lắp ghép xong thì chúng ta sẽ đậy hai cái hình chữ nhật lớn này lên như thế này. Là xong bước thứ hai. Ok, đến bước thứ ba chúng ta sẽ lắp thêm những hình phụ này lên trên. Như thế này là xong bước thứ ba. Rồi đến bước thứ tư thì chúng ta sẽ lắp ghép cái phần đầu của em nó này. Lắp hai hình màu nâu như thế này. Tiếp tục là hai bên ha. Sau đó chúng ta sẽ lắp hai bên này vào đây. Rồi nắp thêm phần này vào đây ha. Và đại lại như thế này. Bước số 5 thì chúng ta sẽ nắp hai cái bên hông này vào. Tiếp tục nắp thêm phần đuôi này vào ha.
cái này vào chính giữa này. Chúng ta sẽ lắp khuôn mặt của em đầu ở đây này, lắp khuôn mặt đây. Ok, chúng ta sẽ gắn bốn cái hình vuông nhỏ vào đây. Sau đó gắn lên hai cái hình màu vàng này như thế này. Chúng ta sẽ làm cái phần lưng của em nó này. Đây như thế này. Tiếp tục gắn hai cái phần màu nâu này ở dưới. Sau đó chúng ta sẽ dán cái hình này lên ha. Ok như thế này. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ lắp ghép hai cái phần này lại với nhau. Đây sẽ là bàn tay đây. Lắp nhanh như thế này. Đó, đây là xong một cánh tay của Clubman. Tương tự chúng ta sẽ lắp thêm cánh còn lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lắp lên phần chân của em nó ha. Đầu tiên thì lắp hình này vào đây. Thêm hình này vào đây ha. Thêm hình vuông vào đây. Và chúng ta sẽ lắp cái phần này lên. Đó. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ lắp với cái chân còn lại y như thế. Ok, sau đó chúng ta sẽ lắp hai cái phần này lại với nhau để tạo thêm một cái chân của Clubman như thế này. Sau khi đã hoàn thành xong đầu, thân, hai tay và hai chân thì chúng ta sẽ lắp ghép từng bộ phận lại với nhau. Đầu tiên thì sẽ lắp chân trước ha. Còn đây là phần lưng của em nó thì chúng ta sẽ gắn lại như thế này. Đó. Và cuối cùng chúng ta đã xong một phiên bản Girl Clubman. Cuối cùng cũng xong em nó các bạn ạ. Em này thì với kinh nghiệm đã lắp mấy em trước nên là mình lắp cũng khá là nhanh thôi. Và có thêm một cái phần lưng rất đặc trưng của cái đồng hồ khổng lồ ở đằng sau. À, nhìn rất là ngầu quá. Đó. Ok, và đây chính là hình ảnh của em nó khi mà đã hoàn thành. Sau khi mà chúng ta đã dán khá nhiều những cái đề can này vào. Đó. Nhìn cũng rất là ngầu các bạn ạ. Em này thì được cái là có nhiều cái hình dán đề can hơn những em khác. Mặt rồi đằng sau lưng rồi hai vai này. Mỗi tội chân thì có vẻ hơi nhỏ so với lại kích thước người. Ok, phần tay thì có thể cử động được các khớp như thế này ha. Ở đây là mặt đằng sau. Và em này đứng thì cũng khá là dễ thôi. Phần chân thì vẫn rất là vững chãi. Và video của mình cũng khá là dài rồi cho nên mình sẽ dừng lại tại đây ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Nếu như thấy hay đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh. Ủng hộ cho DNT Channel nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.